Chào anh em thân thuộc bên câu lạc bộ sẽ có lông quà. Thì anh em sưu tầm xe thì liên hệ số điện thoại 0978 797978, và anh em nhớ đăng ký cái kênh của mình, kênh YouTube Mê Xe Hay, để hỗ trợ bên câu lạc bộ có chút cà phê. Anh em cứ liên hệ số điện thoại mình có để sẵn rồi ha. Thì những cái dòng xe mà Rebel gì đó, Honda Rebel ha, 150 thì cũng đa số thì những cái tay chơi gọi là đam mê, và với những kiểu dáng cổ điển của nó thì đem cho cái nói chung là cái sức thu hút của xe này á, cho anh em mà chơi xe giống như một cái người đẳng cấp ha, đẳng cấp với những thiết kế xe cái chỗ ngồi đó, thấp và ta lái cao, với những cái yên xe được bọc da tinh tế ha, khá to và êm ái, ôm sát vào phần thân xe để tạo ra những kết cấu hoàn hảo. Với những cái điều kiện như vậy thì xe Rebel 150 phù hợp với những cái đối tượng mà gọi là thượng lưu, với những người thích thoải mái khi điều khiển xe ha. Thì ở đây thì một số hình ảnh mình review cho anh em xem thôi. Thực tế xe thì anh em đánh giá và tận mắt thực tế mới được nắm được cái giá trị và độ bóng mượt và độ chơi của những anh em mà chơi xe. Với những cái thiết kế đèn và đèn trong viền ở đèn trong viền lớn đen, thanh đỡ kim loại khá đơn giản, đây cũng là những nét đặc trưng của Rebel ha. Ngoài ra nhà hai cái đèn xi lanh có xi nhan được thiết kế ở hai bên của đèn tròn ha. Những cái đồng hồ thì anh em thấy là những kết cấu hình tròn khá bắt mắt, đẹp, hiển thị những cái thông số đơn giản để cho anh em chạy, và cái máy thì động cơ đứng ha. Thì ok, phần bình xăng đồng hồ gì ok đẹp hết. Nói chung là những kiểu dáng mà theo cái kiểu gọi là kiểu dáng phong trần á, anh em mạnh mẽ ha, thì cứ có khả năng thì sưu tầm. Thì ở đây là những chiếc và đây là chiếc xe CDS ha, là nhưng mà ta gắn thêm cái bẩn, anh gắn thêm cái bẩn nữa là nó nhìn nó hay, hay nó ngộ ngộ xíu. CL cũng gắn được ha, CDS gắn cũng được. Cái kiểu dáng nó hơi lạ so với những cái xe mà mình thường thấy chơi cái cặp bẩn, anh khoái cái kiểu độc lạ này, đúng là hơi hơi độc lạ, nó mới thấy luôn á. Anh em sưu tầm xe thì cứ alo mình, thì thường chủ yếu là cái xe CD, CL, CDS đồ ha, cúp 50, 70, 90, cúp đời mới thì mình hồi chưa chơi, mình không có chơi. Đó, anh này anh gắn cái cặp bẩn mình thấy nó hơi phong cách chút xíu. Xe đè biển ok luôn nè, nhưng mà xe không bán nha anh em, để sưu tầm chơi thôi. Anh khoái anh sưu tầm rồi anh làm theo ý ý của anh, theo cái sở thích của anh, nhưng mà đẹp độc lạ. Thì anh em mà có nhu cầu về CL, CDS thì alo ha. Đây là một số hình ảnh về bên công của nhập về, bên Nhật nhập về ha. Xe này thì chủ yếu là để đi chợ hoặc là cho mấy em học sinh học thôi, đi học. Nói chung thì cũng đẹp, máy thì êm. Đó. Mẫu mã thì ok hết. Này thì cái lô này cũng đang về. Thì anh em có nhu cầu thì cứ alo. Này, nói chung là xe này thì sưu tầm cũng được, để chơi lòng vòng cà phê cũng ok, cũng hơi lạ xíu, kiểu dáng hơi ngược. Còn mấy anh này thì dạng hơi hiếm ha, lâu lâu mới có thôi. Đây là một số hình ảnh của xe Rebel.
anh em có nhu cầu thì cứ alo để mình hỗ trợ, hoặc là những anh em mà chơi trước có thể là chia sẻ, thì anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để hỗ trợ cho phần câu lạc bộ xe cỏ Lộc Hòa. Nói chung là xe thì anh em làm để đi và chơi vô luôn, nên xe giữ rất là kỹ ha, không có một trầy xước gì hết. Nói chung đi xe này thì dạng là phong cách rồi, hơi phong trần một xíu. Đó, cái đồng hồ, cặp đồng hồ khá đơn giản và đẹp, đẹp mắt ha. Bởi những cái thiết kế mà của dòng xe Rebel 150 thì nói chung là với những cái màu sắc và những cái tiêu chí mà anh em sưu tầm, nó cũng ra cũng tùy theo phiên bản mà xe có kiểu dáng mềm mại hoặc là uyển chuyển hay là hầm hố hay kiểu khác nhau. Nói chung thì theo đánh giá của mình thì để chơi thì tuyệt vời. Đây là dòng CL ha, CL. Dòng này đang bên Nhật chưa về Việt Nam. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.